trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bị tô màu nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy quạt màu đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đi gọt mỏ đây các bạn ạ. Mình đã gọt xong, giờ mình sẽ tô màu các bạn ơi. Vậy là mình đã đi tô màu xong nha các bạn ơi. Xin
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò những bức tranh, bức vẽ tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhé các bạn ơi. Bây giờ mình cứ tô màu xong nha các bạn.